Dạ, cây cảnh quy hoàng mến chào tất cả các cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai trên mọi miền tổ quốc ạ. Hôm nay cây cảnh quy hoàng nhà em tiếp tục giao lưu cùng quý cô chú anh chị một số loại cây như là mai chiếu thủy nè, linh sam, sam trái, cây ăn trái bonsai thì em có cây lý này, cây ổi nha cô chú anh chị, rồi me, khế, cằn thăng ghép cam mỹ nữa. Nói chung bữa nay cũng khoảng 90 mặt hàng để giao lưu cùng quý cô chú anh chị ạ. Dạ. Số điện thoại của em là 0939081082. Đó, số đó em có xài Zalo nữa cô chú anh chị, kết bạn mua cây ủng hộ em rất là chân thành cảm ơn ạ. Dạ, hôm nay là mã C nhé cô chú anh chị. Đây là mã C1 ạ, một cây mai chiếu thủy, cái này là nu gò cong ha. Rồi, cây này là cây nu gò cong ạ. Để em đo thông số ạ. Cây có chiều cao được khoảng 35 ạ. Đây, form tàn rất là ấm luôn, cốt cành già nhé cô chú anh chị. Có tán dài là 50 ạ. Đây. Cây hiện đang cho hoa rất là nhiều mà cái này trong quá trình ship chắc nó có thể rụng với cô chú anh chị. Hoa mai chiếu thủy thì thơm, cô chú anh chị cũng biết rồi ha. Rồi, để em đo cái hoành thân ạ. Rồi, hoành thân cây là được 23 hết cô chú anh chị. Đây là nu gò cong ạ, thân nó nu. Cốt cành tụi em nuôi cũng lâu rồi nên thân nó rất là già ha. Để em đo tổng cái hoành đế ạ. Tổng hoành đế là khoảng 55 ạ. Đây, đế đều luôn đó cô chú anh chị ơi. Đây, cây liền lạc không thẹo mục gì hết ạ. Đây, mã này là mã C1, em bao ship toàn quốc với giá là 2,7 triệu hết cô chú anh chị. Đây, em ship cả chậu luôn ạ. Cái nào mà cô chú anh chị không rõ có thể liên hệ số điện thoại của em để em hỗ trợ chụp hình cho mình ha. Mặt cắt thì cô chú anh chị nhìn nè ha, có mặt cắt ở đây nè, mà nó rất sắp lành luôn ha. Cây kéo rất là mạnh ha, cây khỏe. Rồi, rồi em xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là cây C2, cũng là mai chiếu thủy, cái này là cũng là nu gò cong hết cô chú anh chị. Đây, bữa nay em được 3 cây ạ. Rồi, để em đo thông số ạ. Cây này thì có chiều cao được khoảng 34 ạ. Tổng tán dài thì là 53 ạ. Rồi, cây nào phơm tàn cũng rất là ấm ha. Mặt cắt chỉ có một cái mặt cắt duy nhất thôi mà đang kéo lại rất là mạnh ha. Chỉ còn một chút nữa thôi là lành sẹo. Em đo hoành thân ngay chỗ này thì được khoảng 18 nhé cô chú anh chị. Đây, em hạo tổng cái hoành đế cho cô chú anh chị gõ luôn ha. Tổng hoành đế được khoảng 48 ạ. Cây nào cũng rất là già cây ha, lên nu hết luôn ạ. Cái này là C2 thì 2,5 triệu em bao ship luôn ạ. Cũng là mai chiếu thủy nu gò cong hết cô chú anh chị. Đây, cây này là già cây lắm rồi, cốt cành rất là lớn rồi. Cũng có cái một mặt cắt thôi nhưng mà cũng đang kéo rất là mạnh nè, gần làm luôn hết cô chú anh chị. Rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là C3 ạ, cũng là mai chiếu thủy nu gò cong ạ. Đây. Rồi, để em hạo thông số cho cô chú anh chị gõ ha. Cây này có chiều cao được khoảng 33 ạ. Có tán dài là 45 ạ. Đây, cây phơm tàn ấm hết rồi hả cô chú anh chị. Đây. Rồi, để em đo cái hoành thân cho mình nè. Cái hoành thân ngay đây thì được khoảng 22 ạ. Em hạo tổng cái hoành đế ha. Đây, tổng cái hoành đế em đo như gì được khoảng 55 hả cô chú anh chị. Đây, cây nào cũng có đế hết, đế đều hết. Và những cái mặt cắt thì nó đang kéo rất là mạnh ha. Đây, cốt cành thì cũng lớn, cây ấm tàn hết cô chú anh chị. Mã C3 thì 2,4 triệu em bao ship. Và em ship cả chậu luôn ạ. Nu gò cong hết cô chú anh chị. Cái dòng này thì nó rất giá trị ha. Đây. Dạ rồi, em xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo bữa nay em có một cây sam trái hết cô chú anh chị. Đây, cây sam trái rất là già cây luôn ạ. Đây là mã C4 ha. Có một cây duy nhất trong clip ngày hôm nay thôi ạ. Rồi, để em đo thông số cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Cây có chiều cao được khoảng 39 ạ. Đây, đây là 39 ạ. Có tán ngang là 56 hết cô chú anh chị. Đây, tổng tán dài là 90 ạ. 90 ạ. Đây, cây này là sam trái 100% hết cô chú anh chị. Phơm tàn rất là ấm luôn ạ. Đây, tụi em vô cái chậu cũng rất là đẹp ha. Chậu này là chậu men Bình Dương ha. Đây, cây cốt cành già dữ lắm luôn rồi. Rồi, để em đo hoành thân cho mình ạ. Hoành thân nha, em đo ngay chỗ đây hết cô chú anh chị là được khoảng 16 ạ.
đây 16. Đo sát vô đây một chút ha. Sát vô đây thì được khoảng 11 ạ. À. Kéo thẳng thước dây luôn ạ. À. Đây. Rồi cây này là C4 em bao ship toàn quốc với giá là 3,7 triệu. Khi ship thì em ship cả chậu hết cô chú anh chị. Đây. Em nghiêng nghiêng cho mình xem cái dàn xương của cây ha. Cây là dáng là đổ ha cô chú anh chị. Đây. Cái chiều dài của nó là được 90 ạ. À. Rồi 3,7 triệu, cái gốc ở dưới đây thì lớn hơn nữa ha cô chú anh chị. C4 ạ. À. Rồi em xuống cây ạ. À. Rồi tiếp theo em lên sâm hương ạ. À. Mã này là mã C5 ạ. À. Sâm hương thì cô chú anh chị biết rồi ha. Mình chơi dáng thế với cái lá thì rất là thơm ạ. À. Cây này, những cây này là dáng bonsai ha. Cây này có chiều cao được khoảng 19 ạ. À. Tán dài thì là 33 ạ. À. Form tàn rất là ấm luôn. Cây có hoành thân được khoảng 19 luôn hết cô chú anh chị. Đây, cây đế đều luôn ạ. À. Mặt nào cũng có đế hết. Em nghiêng cho cô chú anh chị tham khảo ha. Đó, cây nuôi cắt giật không nên cốt cành rất là lớn ạ. À. Mã C này là C5 ha. Sâm hương thì có giá là 1,7 triệu. Em bao ship toàn quốc và khi ship thì em ship cả chậu ha. C5 ạ. À. Một cây sâm hương ạ. À. Rồi em xuống cây ạ. À. Tiếp theo là C6 à, cũng là sâm hương luôn ạ. À. Cây này cũng có giá 1,7 triệu ạ. À. Cây có chiều cao được khoảng 22 ạ. À. Có tán dài là 40 ạ. À. Lá rất là thơm luôn á cô chú anh chị ơi. Đây. Những cái lá này nó lớn nè, về cô chú anh chị lặt bỏ đi cho nó lá nó rí rí lại đừng nó đẹp hơn hết cô chú anh chị. Hoành thân thì được 23 ạ. À. Cây này đế rất là đều luôn. Em hạo hạo cái hoành đế cho cô chú anh chị gõ ha, là được khoảng 50 á. Đế đều hết luôn, được khoảng 50. Không có lép mặt nào hết hết cô chú anh chị. Đây. Cây này là C6 cũng là 1,7 triệu em bao ship ạ. À. Đây. Cốt cành lớn hết cô chú anh chị, vô dây hoàn thiện ha. Cái này về mình tỉa thôi ạ. À. Rồi em xuống cây ạ. À. Cô chú anh chị mua cây nhớ liên hệ số điện thoại của em ha, là số 0939081082. Số đó em có xài Zalo nữa, kết bạn Zalo rồi cái nào không gõ thì em hỗ trợ chụp hình cho mình ạ. À. Tiếp theo em lên mai chiếu thủy Trung Nu ha. Cây này là C7. Có chiều cao được khoảng 23 ạ. À. Có tán dài là 33 ạ. À. Đây. Đây là C7 ạ. À. Tổng cái hoành cũ là 21 ạ. À. Hoành thân em đo ngay chỗ này được 15 ạ. À. Cây C7 là 900 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Mai chiếu thủy Trung Nu ạ. À. Đây cây thân nu cốt cành cũng già ạ. À. Em ship cả chậu luôn hết cô chú anh chị. Rồi em xuống cây ạ. À. C8 ạ. À. C8 cũng là mai chiếu thủy Trung Nu ạ. À. Cây có chiều cao được khoảng 17 ạ. À. Có tán dài là 32 ạ. À. Cây phơm tàn rất là ấm này hả cô chú anh chị. Đây. Cây này là mình về mình để bàn mình ha. Rất là gọn dễ bưng bê luôn ạ. À. Cây có hoành cũ được khoảng 23 ạ. À. Hoành thân thì là 19 hả cô chú anh chị. Cây này là C8 1,50 triệu ạ. À. Em bao ship và em cũng ship cả chậu ạ. À. Em nghiêng cho cô chú anh chị xem cái dàn xương của cây ạ. À. 1,50 triệu C8 ạ. À. Rồi em xuống cây luôn ạ. C9 ạ. Đây. C9 thì là 1,1 triệu ạ. Cây có chiều cao được khoảng 19 ạ. Có tán dài là 33 ạ. Đây. Đây là cây C9 ạ. Hoành cũ là 22 hết cô chú anh chị. Hoành thân ngay đây là 18 ạ. Đài, C9 thì là 1,1 triệu ạ. Mai chiếu thủy Trung Nu ạ. Đài, cây cốt cành già hết rồi hết cô chú anh chị. Đài. Dạ rồi. Em xuống cây hết cô chú anh chị. Rồi, bữa nay em được hai cây kim quýt hết cô chú anh chị. Cây này là cây C10 ạ. Cây này là kim quýt ghép ạ. Đài. Kim quýt vườn của mình rồi ghép với kim quýt Thái cô chú anh chị ơi. Mà những cái mắt ghép hay nó già nó lên xù luôn á. Là ghép nó lâu dữ lắm luôn rồi ạ. Rồi cây có chiều cao được khoảng 44 ạ. Cây thì hiện đang cho trái ạ. Này có tán dài là 44 luôn ạ. Này, trái kim quýt này cô chú anh chị. Đó, trái chính là những cái trái này mình có thể ăn được rồi này hả cô chú anh chị. Này. Đây cô chú anh chị nhìn cho kỹ giùm em ha. Cái mắt ghép ở đây nè mà nó lên xù như vậy nè. Đó.
là ghép rất là lâu luôn ạ. Cây già dữ lắm luôn ạ. Rồi để em đo cái hoành thân cây kim quýt cho mình ạ. Hoành thân thì 18 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây có đế nha. Em đo hạo hạo cái đế cho mình ha. Hoành đế được khoảng 51 ạ. Đây. Đế nữa. Cây rất là già cây à. Này cây có chóp da đây nè cô chú anh chị, mà nó cứng ngắt không có bị gì trơn ha. Cây già lắm. Rồi C10 ha, 1,7 triệu em bao ship và ship cả chậu luôn ạ. À. Một cây kim quýt ạ. À. Rồi em xuống cây ạ. À. Đây là C11 ha, đây là kim quýt của mình nè ha, kim quýt này kim quýt riêng không có ghép ạ. À. Rồi em đo thông số, cây có chiều cao được khoảng 40 ạ. À. Có tán dài là 50 ạ. À. Cây này thì cũng hiện đang cho trái luôn á cô chú anh chị. Đây nè, có trái rồi nè. Đây là kim quýt gin nè. Lá vàng vàng là hết phân á, về cô chú anh chị có thể thêm phân ha. Kim quýt thì rất là nhanh ra tược non luôn ạ. À. Em đo hoành thân nè. Hoành thân cây này được khoảng 22 ạ. À. Rồi C11 ha. Cây này có giá là 1,1 triệu em bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Đây. Cây thì cũng già lắm ha cô chú anh chị. Cốt cành lớn rồi, C11. Những cây này là em không có xếp chậu hết cô chú anh chị. Em bó bầu ạ. À. Rồi em xuống cây ạ. À. C12 em có một cây cần thăng ghép với cam mỹ cô chú anh chị. Hiện cây này cho trái rất là nhiều luôn ạ. À. Đây. Rồi em đo thông số ạ. À. Cây có chiều cao được khoảng 47 ạ. À. Có tán dài là 42 ạ. À. Đây trái này còn lớn nữa ha cô chú anh chị. Đây trái cam mỹ nè. Nó còn lớn nữa ạ. À. Cây này là C12, clip này em có một cây duy nhất thôi ạ. À. Cần thăng ghép cam mỹ ạ. À. Rồi để em đo cái hoành thăng, hoành cũ cây cam mỹ nha. Là được khoảng 20 ạ. À. Cây cần thăng ạ. À. Rồi C12 thì là 1,5 triệu em bao ship, em ship cả chậu ạ. À. Cần thăng ghép cam mỹ ạ. À. Trái rất là nhiều rồi hết cô chú anh chị. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Rồi C13 là em có một cây ổi lê hết cô chú anh chị. Cây này là cây cũ rất là già luôn, lên xù luôn ạ. À. Em đo thông số ạ. À. Chiều cao lên tới đây được khoảng 35 ạ. À. Chiều cao lên tới cái phôi trên đây ha, cái mặt cắt ở đây được khoảng 19 ạ. À. Cây hiện đang cho 4 trái nha cô chú anh chị. Ổi lê ạ. À. C13 ạ. À. Em đo tổng cái hoành cũ ha, tổng hoành cũ được khoảng 42 ạ. À. Cây ổi mà nó có cái cũ như gì là nó già lắm rồi ha cô chú anh chị. Cây này C13 có giá 800.000 em bao ship ha, mà em không có ship chậu hết cô chú anh chị. Đây. Cái này về cô chú anh chị trồng vô cái chậu ha. Cây cho trái nhìn cũng rất là đẹp ha, vừa quái quái nè. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. C14 ha, em có một cây đào tiên hết cô chú anh chị. Đây. Rồi cô chú em đo thông số ạ. À. Cây có chiều cao được khoảng 32 ạ. À. Có tán dài là được khoảng 48 ạ. À. Đây. Đầu tiên này về vài bữa nữa đâm tược ra rất là nhiều ha. Có trái thì cô chú anh chị cũng biết rồi ha. Mình chơi phong thủy ha, có nghĩa là chuồng thọ ạ. Đầu tiên ạ. Rồi cây có hoành thân ngay đây được khoảng 20 ạ. Em đo cái chiều dài của cái rễ quái quái này đi thì được khoảng 25 ha. Tổng cái hoành rễ quái quái này nè. C14 ha, cây đầu tiên có giá là 1,3 triệu em bao ship ha. Em không có ship chậu hết cô chú anh chị. Đây. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi. Tiếp theo là C15 ha. Cây này là cây lý ấy cô chú anh chị. Rồi. Cây này trái ăn rất là thơm ngon luôn à. Cái này cô chú anh chị nào mà không biết trái lý ấy, có thể lên mạng search ha. Trái cái màu ngà ngà trắng trắng nha, ăn thì rất là thơm mà trái như trái mặn của mình vậy. Cỡ như trái mặn vậy. Rồi cây này có chiều cao lên tới chót ở đây là được khoảng 34 ạ. À. Tổng tán dài là được khoảng 51 ha cô chú anh chị. Đây là cây lý ạ. À. Cái này về cô chú anh chị sang vô cái chậu ha, mình vừa chơi bonsai vừa có trái ăn luôn ạ. À. Cây nhìn rất là quái ha, dáng nằm ạ. À. Em đo cái hoành thân cây lý ạ. À. Hoành thân cây lý được khoảng 28 ạ. À. Cây này là chóp da ngay chỗ này. Thấy cô chú anh chị là trong quá trình bứng á, nó bị chóp da nhưng mà tụi em đã xử lý tha keo hết rồi, không có bị gì hết ha. Cây rất là liền lạc luôn ạ. À. Em đo chiều dài dáng nằm được 26 ạ. À. C15 thì là 1,6 triệu em bao ship ha. Đây là một cây lý ạ. À. Em có một cây duy nhất thôi ạ. À. Những cái dòng cây ăn trái như là cây lý đồ thì cũng rất là hiếm hết cô chú anh chị. Rồi em xuống cây luôn ạ. À.
Tiếp theo là C16 ạ. Bữa nay linh sam thấy cô chú anh chị được 3 cây linh sam ạ. Rồi em đo thông số ạ. Này là linh sam sông Hinh ạ. Cây có chiều cao được khoảng 32 ạ. Phơm tàn thì rất là ấm luôn ạ. Tán dài là 75 ạ. Tán ngang thì 52 ạ. Linh sam sông Hinh ạ. Rồi để em đo cái hoành thân của cây ạ. Hoành thân của cây là 18 ạ. Đây. Cây có đế đều hết cô chú anh chị. Cốt cành lớn lắm luôn ạ. Nuôi cắt giật không nên là cốt cành rất là già. Hoành đế đây là đế đều luôn. Rồi cây C16 1,2 triệu em bao ship hết cô chú anh chị. Linh sam sông Hinh ạ. Cây già cây lắm luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Những cây linh sam là trong quá trình ship em xin phép được ép tàn hết cô chú anh chị. Và chậu xi măng thì em không có ship chậu ạ. Em bó bầu ạ. Những cây nào mà trong chậu kiểu thì em sẽ ship cho cô chú anh chị hết ạ. Rồi. Cây có chiều cao được khoảng 30 ạ. Linh sam sông Hinh mã C17 ạ. Có tán dài là 60 ạ. Tán ngang là 45 ạ. Phơm tàn cây nào cũng rất là ấm ạ. Cái này về cô chú anh chị chỉ cần sang chậu là chơi thôi ạ. Cây có hoành thân là 23 ạ. Đây. Cây này thì có giá 1,2 triệu luôn hết cô chú anh chị. Linh sam sông Hinh ạ. Ủa cốt cảnh lớn hơn tay cái của em nữa cô chú anh chị ơi. Rất là lớn ha. Cây nào cũng có đế hết ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Đây là C18 nè. Cũng là sinh linh sam sông Hinh ạ. Đây. Cây này là dáng trực ạ. Cây có chiều cao được khoảng 31 ạ. Có tán dài là 57 ạ. Phơm tàn rất là ấm luôn ạ. Cốt cành thì lớn lắm rồi hết cô chú anh chị. Cây này là rất là già cây luôn á. Hoành thân cây em đo ngang eo được khoảng 20 ạ. Đây. Cây này C18 có giá 1,3 triệu em bao ship ạ. Đây cô chú anh chị nhìn ha. Cốt cành rất là lớn. Vô dây hoàn thiện cho mình. Vô ba nước rồi về chỉ cần tỉa là chơi thôi. Rồi em xuống cây ạ. Rồi em bữa nay em có một cặp nguyệt quế cô chú anh chị. Đây là mã C19 nè. Nguyệt quế ạ. Nguyệt quế này là lá sắn bông chùm ạ. Cây có chiều cao được khoảng 40 ạ. Rồi. Cây đang cho hoa. Hoa nguyệt quế thì cô chú anh chị biết là rất là thơm ha. Có tán dài là 60 ạ. Cây thần chậu hết ạ. Lá sắn bông chùm hết cô chú anh chị. Này rồi để em đo cái hoành cũ à. Đây, hoành cũ ở đây được khoảng 35 ạ. Hoành thân đo trên đây thì được khoảng 28 nha cô chú anh chị. Tổng cái hoành đế thì được 64 ạ. C19 một cây nguyệt quế ha. Em bao ship toàn quốc với giá là 1,1 triệu ạ. Đây, cây phơm tàn rất là ấm rồi ạ. Thân đẹp lắm luôn ạ. Rồi, em xuống cây thấy cô chú anh chị. Cái nào cô chú anh chị không rõ có thể liên hệ số điện thoại của em ha, là số 0939081082 để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình. Cô chú anh chị nào ở gần lợi giữa cây em mua ủng hộ em ha. Giữa cây em thì ở gần trạm thu phí ông môn ạ. Cây C20 ha, cũng là nguyệt quế ạ. Cây có chiều cao được khoảng 37 ạ. Có tán dài là 55 ạ. Hai cây này dáng nó giống giống nhau, phơm tàn cũng giống luôn hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mua một cặp thì em bớt tiền cho mình ạ. Đây. Cây có hoành thân được khoảng 23 ạ. Hoành cũ được 37 ạ. Cây nào thân với cũ nhìn cũng quái hết, rất là già cây. C20 cũng là 1,1 triệu hết cô chú anh chị, cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Đây, cây rất là già cây luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi tiếp theo em lên là C21 hết cô chú anh chị. Đây là khế ạ. Đây là khế chua em ghép với khế nhật ha. Dáng hình thú ha. Nhìn rất là quái ạ. Cây có chiều cao được khoảng 43 ạ. Có tán dài là được khoảng 54 ạ. Đây. Đây là khế hết cô chú anh chị. Cây này hiện đang nằm ở trong chậu 5 lận á cô chú anh chị ơi. Cây rất là lớn ạ. Cây được ghép 3 mắt ghép ha. Để em đo tổng cái hoành thân của cây ngay chỗ này được khoảng 29 nè. Này, đo hào hạo đi. Đo hào hạo tổng cái hoành đế đi. Tổng hoành đế em đo tới đây thôi được khoảng 78 nè.
Cây này là C21, có giá là 1,5 triệu ạ. Chiều dài dáng nằm hình thú là 28 luôn ạ. Đây, 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Một cây khế nha, ghép 3 mắt ghép nè. Khế thì trong quá trình xếp thì nó sẽ bị vàng lá, cô chú anh chị biết rồi ha. Đây, dạ rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ cây này là C22 ha, cũng là một cây khế ạ. Cặp khế này rất là đẹp. Cô chú anh chị nào mua một cặp em bớt 100 ngàn ạ. Cây này thì là có giá 1,4 triệu thôi ạ. Cây có chiều cao lên tới chót ở trên đây được khoảng 40 ạ. Có tán dài là được khoảng 70 ạ. Cây này về nhà cô chú anh chị có thể ra bông rất là nhiều ha. Dòng khế này là siêu bông luôn á, cô chú anh chị yên tâm đi ạ. Cây nào cũng được ghép 3 mắt ghép hết ạ. Rồi cây này có hoành thân được khoảng 30 hả cô chú anh chị. Này 30 ạ. Tổng cái hoành đế đo như gì được 73 ạ. Rồi. Cây dáng nhìn rất là quái ha, như một con thú đang nằm. Rồi C22 thì là 1,4 triệu ạ. Rồi, em xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo là C23 ha. Bữa nay em được 3 cây ổi tàu dạng nhỏ hết cô chú anh chị. Cái này về sang chậu chơi bonsai rất là phù hợp, dễ bưng bê luôn. Cây có chiều cao được khoảng 27 ạ. Có tán dài là 52 ạ. Cây đang cho bông nhiều hả cô chú anh chị. Đây. Cây C23 một cây ổi tàu ạ. Cây có hoành thân là 20 ạ. Có giá là 1,1 triệu ạ. C23 1,1 triệu ạ. Ổi tàu hả cô chú anh chị. Đây, tụi em vô dây cho mình hết rồi ha. Về chỉ sang chậu là chơi thôi ạ. Rồi em xuống cây ạ. C24 ha, cây này có giá là 1 triệu đồng ạ. Cũng là một cây ổi tàu ạ. Cây có chiều cao là được khoảng 30 ạ. Có tán dài là 55 ạ. Cây đang cho bông rất là nhiều hết cô chú anh chị. Đây. Hoành thân của cây là 16 ạ. Cây có đế nữa nè cô chú anh chị ơi. C24 là 1 triệu đồng ạ. Đây là ổi tàu luôn ạ. Em nghiêng cho mình xem ha. Cây là bông là nhiều lắm rồi ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. C25 ạ. Cây này cũng là một cây ổi tàu luôn hả cô chú anh chị. Đây. Cây này cũng là 1 triệu đồng luôn ạ. Cây có chiều cao là 20 ạ. Cây có tán dài là 40 ạ. Cây này về cô chú anh chị trồng vô cái chậu đẹp ha, cây rất là đẹp luôn á. Lùn dễ cầm dễ bưng bê luôn. Rồi cây này có hoành thân là 16 ạ. Cây này là C25 có giá 1 triệu đồng luôn ạ. Rồi em nghiêng cho cô chú anh chị xem ha. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ C26 là em có một cây me chua ha cô chú anh chị. Bữa nay em được một cặp me ha. Đây cặp me như gì nè. Em bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị mua về có cây chơi luôn ha. Rồi cây này có chiều cao được khoảng 47 ạ. Có tán dài là 47 luôn hả cô chú anh chị. Đây phơm tàn thì ấm rồi, cốt cành thì cũng già rồi ạ. Cây này là chỉ có giá là 650 ngàn thôi ạ. Cây có hoành thân là 11 ạ. Đây nè hả cô chú anh chị, 11 ạ. Có cái củ ở đây nè. Rồi 650 ngàn hả cô chú anh chị. Một cây me chua ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. C27 ha, cũng là một cây me ha. Cây này thì cũng là 650 ngàn ạ. Cô chú anh chị nào mua một cặp em bớt 100 ngàn luôn ạ. Rồi cây này có chiều cao được khoảng 47 ạ. Có tán dài là được khoảng 57 ạ. Rồi. Hoành thân của cây là được 12 ạ. Rồi. Cây nào cũng có cũ hết ha cô chú anh chị. Cây này là mã C27 cũng có giá là 650 ngàn ha. Một cây me chua ạ. Cây nó thuần chậu hết nên cô chú anh chị an tâm đi ha. Rồi em xuống cây luôn ạ. Còn mua một cặp thì em bớt 100 ngàn ạ. C28 nha cô chú anh chị. Em có được một cặp cây linh sam song hình mà. Cái dạng này là dạng nuôi ống cô chú anh chị. Về mình cho âm đá rất là đẹp luôn ạ. Em bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị về chơi luôn ạ. Cây có chiều cao lên tới đây được khoảng 38 ạ. Có tổng cái tán dài là 70 ạ. Đây. Linh sam song hình ạ.
cây này là C28 thì 800 ngàn ạ. Hoành thăng cây thì cỡ 7 nha cô chú anh chị. Đây nè, cây này về tổng cái hoành này ha, chiều dài hả? Chiều dài đế sổ được khoảng 24 ạ. Rồi, C28 là 800 ngàn ha. Linh Sam Song Hinh ha. Đây nè, cô chú anh chị nhìn ha. Cốt cành cũng rất là già rồi ạ. Đây. Rồi, em xuống cây luôn ạ. Rồi, C29 nha. Cây này thì là 700 ngàn thôi ạ. Em bao ship cho mình luôn hết cô chú anh chị. Tất cả cây nhà em bán đều bao ship cho cô chú anh chị hết và bao sóng ạ. Cây này thì có chiều cao được 50 ạ. Tổng tán dài là 65 ạ. Đây. Linh Sam Song Hinh ạ. Cái những cây này về cô chú anh chị trồng vô một cái chậu đẹp ha, hay là mình chơi tiểu cảnh ha, hay là mình cho ôm đá cũng được ạ. Đây. Hoành thân cây này là được khoảng 9 hết cô chú anh chị. Chiều dài của cái đế là cũng là 22 ha. Tổng cái đường kính của cái đế rễ ở đây là được khoảng 27 à. Đây, cây rất là già cây ha. Cốt cành thì nó cũng lớn hết ha cô chú anh chị. Cây này thì 700 ngàn, mã là C29 nè. Đây cũng là mã cuối clip của cây Cảnh Huy Hoàng ngày hôm nay ha. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ cây nhà em trong thời gian qua. Em xin chào tạm biệt và em hẹn lại clip sau ạ.